Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, quả sầu riêng nặng gần 7 kg bất ngờ được trả giá gần 1,3 tỷ đồng. Ở Trung Quốc, quả sầu riêng nặng gần 7 kg được đem đấu giá, số tiền bán được gây bất ngờ lớn ngoài sự mong đợi của nhà tổ chức. Sầu riêng là một loại trái cây độc đáo có hương vị đặc trưng. Trung Quốc không phải là nơi mà nhiều người nghĩ đến đầu tiên khi nói về sầu riêng. Khi nói về nơi trồng sầu riêng nhiều và ngon, người ta thường nghĩ đến Thái Lan. Việt Nam, Malaysia. Tuy nhiên, mới đây tại Hải Nam, Trung Quốc, xuất hiện quả sầu riêng có kích thước khủng được đem đấu giá trong hội nghị. Quả sầu riêng ở Hải Nam mới được thu hoạch, được trồng vào tháng 2 năm 2020, nặng đến 6,91 kg. Tại phiên đấu giá, mức khởi điểm cho quả sầu riêng này là 124 đô la. Cuối cùng, một người đã mua được nó với giá là 54.177 đô la, gần 1,3 tỷ đồng. Số sầu riêng được mang tới hội nghị lần này đều được trồng ở đảo Hải Nam. Có cả giống sầu riêng canh dao của Thái Lan, mút sang kinh và gối vàng. Một vị khách đã thử các loại sầu riêng tại hội nghị cho biết sản phẩm từ cây hơn 3 năm tuổi rất đáng chờ đợi. Một vài thông tin về thị trường gửi đến quý bà con. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Xin kính chào và hẹn gặp lại.